Bây giờ các bạn này, chúng ta sang cho cô cái bài số 2. Vậy thì bài số 1 coi như là chúng ta kết thúc xong. Thì bây giờ bài số 2 là những vấn đề cơ bản về pháp luật nha các bạn. Rồi, vậy thì trong cái bài số 2 này thì các bạn cũng sẽ đi thì cái mục tiêu của chúng ta đó là trình bày được cái nguồn gốc ra đời của pháp luật, hiểu phân tích được cái khái niệm, cái đặc trưng thuộc tính, cái đặc trưng hay còn gọi là thuộc tính, chức năng vai trò của pháp luật và phân biệt được các kiểu pháp luật trong lịch sử phát triển của xã hội và có những hình thức pháp luật nào trong lịch sử đã tồn tại hiện nay trên thế giới. Rồi, thế thì ở đây nó có 6 cái phần. Một là nguồn gốc khái niệm pháp luật, bản chất của pháp luật, thuộc tính của pháp luật, chức năng vai trò của pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác, rồi hiểu pháp luật, các hình thức pháp luật nha các bạn. Rồi thì ở đây các bạn chú ý cho cô. Ở đây các bạn chú ý cho cô nha. Thứ nhất đó là cái đi tìm hiểu về cái nguồn gốc của pháp luật, rồi sau đó chúng ta đi đến cái khái niệm về pháp luật. Thế thì cô đã nói như ở cái phần bài 1 đó các bạn, khi nào của nhà nước ra đời thì lúc đó pháp luật mới ra đời, đúng không ạ? Và nhà nước nào thì nó sẽ hình thành pháp luật đó nha các bạn. Nhà nước nào thì nó sẽ hình thành pháp luật đó. Và ở đây các bạn chú ý cho cô, đó là cái gì? Là khi nhà nước thay đổi thì pháp luật cũng sẽ thay đổi theo. Đấy. Rồi. Và những đặc trưng của những cái bản chất của nhà nước thì nó cũng đồng thời là cái bản chất của pháp luật. Đấy. Vậy thì ở đây khi xã hội bắt đầu dẫn đến sự phân chia giai cấp, dẫn đến xuất hiện chế độ tư hữu, dẫn đến mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp, thế thì ở đây nhà nước ra đời do giai cấp thống trị lập ra. Thì khi nguồn gốc nhà nước ra đời từ sự phân chia giai cấp, đúng không? Thì lúc này cũng chính là nguồn gốc ra đời của pháp luật, chính ra đời. Vậy thì trong ở đây chúng ta thấy cái con đường để hình thành nên pháp luật, đúng không? Thì thứ nhất đó là trong xã hội công xã nguyên thủy không có nhà nước nên không có pháp luật, đúng không phải không? Thế thì trong xã hội đó người ta không cần hệ thống cơ quan bộ máy nhà nước để quản lý xã hội, nhưng người ta ở đây tất cả mọi người cùng sinh hoạt trong cộng đồng tập thể, người ta không có pháp luật, vậy người ta làm sao đi vào một cái trật tự để mọi người cùng sống trong một môi trường tập thể hòa bình? Thì người ta phải dựa vào những phong tục tập quán, đặt ra những quy tắc xã hội để cho một cái bộ tộc bộ lạc của các cộng đồng, đúng không? Rồi có những tín điều tôn giáo, phong tục tập quán. Đấy. Và phong tục tập quán, tín điều tôn giáo nó vẫn tồn tại song hành với con người cho đến ngày hôm nay, đúng không? Vậy thì khi nhà nước ra đời, đúng không? Mà nhà nước phải bảo vệ cho lợi ích của giai cấp và người quyền, giữ vững cái vị trí thống trị của mình. Thế thì bây giờ nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật, chứ không để thả lỏng bằng quy định, bằng phong tục tập quán. Lúc đó làm sao nó giữ được cái vai trò thống trị của nó được? Thế thì bây giờ bằng một con đường đó là gì? Thứ nhất, phải thừa nhận hay sửa chữa cải tạo một số nội dung của phong tục tập quán, của những quy tắc, của văn hóa, của đạo đức đang tồn tại, đã tồn tại trong xã hội đó. Những nội dung nào phù hợp thì nó sẽ được cụ thể hóa thành luật để bảo vệ cho lợi ích của giai cấp thống trị, đúng không ạ? Và một con đường thứ hai nữa đó là giai cấp thống trị, giai cấp làm chủ nhà nước phải đặt ra một số cái quy phạm pháp luật mới. Rồi, bạn chú ý cho cô hai từ quy phạm. Trong đây các bạn học môn này các bạn phải liên tục sử dụng cái thuật ngữ này. Quy là gì? Quy là quy tắc, đúng không ạ? Phạm tức là phạm vi, những quy tắc, những chuẩn mực đặt ra cho con người, trong đó cái giới hạn ở đâu, đúng không ạ? Những quy định, những quy tắc đặt ra nó có giới hạn để nó điều chỉnh cái hành vi của con người. Vậy thì chúng ta có rất nhiều các quy phạm xã hội khác nhau, quy phạm về đạo đức, quy phạm về tôn giáo, quy phạm về văn hóa, đúng không? Và có ở đây là quy phạm về pháp luật. Trong đó người ta quy định từng trường hợp cụ thể, hành vi cụ thể của anh. Trong điều kiện đó, ở trong từng trường hợp cụ thể được phép làm gì, không được phép làm gì, phải xử lý vấn đề như thế nào để phù hợp,
Vậy thì cái con đường hình thành những pháp luật khi xã hội đã phân chia giai cấp và nhà nước ra đời từ sự xuất xin lỗi pháp luật ra đời từ sự xuất hiện của nhà nước, và người ta gọi nhà nước và pháp luật như anh em song sinh, đúng không ạ? Vậy thì nhà nước tồn tại, vận động phát triển không phải là siêu nhiên bất biến, thế thì pháp luật cũng như vậy, không có cái hệ thống pháp luật nào tồn tại mãi mãi vĩnh viễn cả, đúng không? Mà nó tồn tại gắn liền với nhà nước, và nhà nước thay đổi thì pháp luật cũng phải thay đổi. Và sống trong một đất nước, một chế độ xã hội thì bạn thấy pháp luật hàng năm của chúng ta mỗi một ngày có khoảng 287 văn bản pháp luật phải chỉnh sửa, thế thì xã hội nó vận động liên tục, đúng không các bạn? Đúng không? Tùy theo cái điều kiện tình hình mới. Cô ví dụ chẳng hạn như thế này, khi dịch bệnh kéo dài 2 năm nay, thế thì nhiều quốc gia nó thay đổi, nó đưa ra những cái văn bản có thể nó không phải là hành luật nhưng nó là văn bản dưới luật, nó được áp dụng cho cả xã hội. Ví dụ mình chỉ thị 10, chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 16 cộng, đúng không ạ? Thế thì đây là những văn bản dưới luật và nó áp dụng ở những cái địa phương, những cái tỉnh mà đang trong rơi vào cái tình trạng dịch bệnh cần phải giãn cách xã hội, đúng không ạ? Đấy, hoặc ở Mỹ nó quy định là ai không tiêm ngừa vaccine thì bắt buộc ở đây như nào phải cho nghỉ việc và xử lý. Đấy, thế thì các bạn thấy rằng đây là những cái quy phạm pháp luật nó đặt ra trong cái điều kiện mới để nhằm cuối cùng của nó là củng cố cái vai trò thống trị, đúng không? Là cái công cụ hữu hiệu cho nhà nước quản lý xã hội. Hai con đường: một, thừa nhận cải tạo những cái vốn đã có thuộc về phong tục tập quán văn hóa đạo đức, nhưng cái đó phải có lợi cho giai cấp thống trị nhé, đúng không? Rồi, đồng thời nhà nước giai cấp thống trị đó để bảo vệ quyền lợi của mình phù hợp với mình thì bắt buộc phải đưa ra những cái quy phạm pháp luật mới, đúng không ạ? Rồi, để bảo vệ cho lợi ích của mình mà nhà nước của mình lập ra, nhà nước cho giai cấp thống trị lập ra mà, thì ở đây nó phải bảo vệ cho giai cấp thống trị mình đã học không? Vậy thì pháp luật cũng như vậy, đúng không ạ? Nó phải đặt ra những quy tắc mới và thừa nhận cái cũ, nhưng cái cũ phải có lợi. Rồi, vậy thì ở đây, đây là một cái khái niệm về pháp luật. Thì các bạn nhìn vào khái niệm các bạn sẽ biết được cái nguồn gốc, cái bản chất của nó là như thế nào, đúng không? Rồi, cái cũng thấy được bản đặc tính, thuộc tính, chức năng của nó. Rồi, đây là một hệ thống các quy tắc xử sự. Rồi, chú ý cho cô cái cụm từ quy tắc xử sự. Rồi, trong đời sống của con người, bạn nảy sinh nhiều mối quan hệ, đúng không? Trong từng trường hợp, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, quan hệ giữa con người, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, đúng không? Diễn ra trong gia đình, hàng xóm, lớp học, xã hội, đúng không? Cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, đúng không? Đối với từng người một thì chúng ta có cái hành động, có cái cư xử cụ thể như thế nào, đúng không? Và mỗi trong trường hợp đó nó có những cái chuẩn mực giới hạn cho chúng ta cư xử đối với người nhà, người thân, đúng không? Chúng ta cư xử như thế nào, đúng không? Đối với đồng nghiệp cấp trên cư xử như thế nào, không thể nào đồng cách giao tiếp, cách đối xử giữa cấp trên với cấp dưới, với đồng nghiệp ngang nhau khác nhau hoàn toàn, đúng không các bạn? Đấy. Rồi, vậy thì cái quy tắc hệ thống pháp luật là nó cụ thể hóa hàng loạt các quy tắc xử sự, đúng không ạ? Và nó mang tính bắt buộc chung, cái đặc điểm này nó khác với các quy tắc xã hội khác, nó mang tính bắt buộc chung dành cho nhiều người, nhiều đối tượng trong một lãnh thổ quốc gia đó, đúng không? Mà cái này do nhà nước đặt ra thừa nhận như này cái con đường hình thành đó, đúng không ạ? Để thể hiện ý chí nguyện vọng bảo vệ trên lợi ích của giai cấp thống trị để nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế của nhà nước. Đấy. Thì tóm lại là gì? Đây là hệ thống các quy tắc xử sự mà nhà nước ban hành, nhà nước đặt ra, đúng không ạ? Rồi, để bảo vệ cho lợi ích của giai cấp cầm quyền, điều chỉnh để đưa xã hội đi vào trật tự. Và pháp luật đó nó có một cái hệ thống cưỡng chế vô cùng mạnh, đó là quân đội, cảnh sát, đó là những công cụ để cưỡng chế, đúng không các bạn? Rồi, và các bạn thấy rằng ở đây có nhà nước thì hầu như nhà nước đều quản lý bằng pháp luật, đúng không? Đều quản lý bằng pháp luật, dựa trên pháp luật để quản lý chứ không thể tách ra được, đúng không ạ?
ở đây bạn thấy là bản chất từ cái nguồn gốc, từ cái khái niệm thì đi đến cái bản chất của pháp luật, đúng không? Nó có hai cái bản chất, một là tính giai cấp, hai là tính xã hội. Rồi về tính giai cấp hay là bản chất giai cấp, thế thì ở đây nó sẽ có những nội dung sau đây. Một, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Tại sao nó lại có được cái này? Các bạn thấy trong lịch sử, đúng không ạ? Pháp luật gắn liền với cái nhà nước, do giai cấp thống trị nào làm chủ. Thế thì bạn thấy toàn bộ cái quan điểm về pháp luật, cái hệ thống pháp luật đó, nội dung pháp luật đó, nó mang bản chất của cái giai cấp đó, nó bảo vệ cho lợi ích cái của giai cấp đó trước tiên. Cũng ví dụ nhà nước phong kiến ở phương Đông, Trung Quốc, Việt Nam, đúng không? Rồi các nhà nước phong kiến phương Đông với nền quân chủ chuyên chế. Rồi thế thì toàn bộ cái hệ thống pháp luật họ xây dựng là cái gì? Vua là quyền tuyệt đối tối cao, tối thượng. Vua có quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đúng, ban hành pháp luật, điều chỉnh pháp luật và là người xét xử, đúng không? Thế thì nắm hết tất cả các quyền quản lý mọi mặt thông qua cái hệ thống bên dưới của mình là các quan lại. Thế thì bạn thấy rằng trong đó cái nền văn hóa, trong đó hệ thống pháp luật quy định là gì? Cái tội lớn nhất và xử nặng nhất có thể tru di tam tộc, tru di cửu tộc, đó là cái tội phản bội triều đình, mà triều đình ở đây cụ thể đó là phản bội vua. Ví dụ 3 năm mới tổ chức một cái kỳ thi hương, rồi sĩ tử đi thi mà chẳng may một cái bài thơ bài văn, đúng không, mà trong đó vô ý viết tên cúng cơm tên thật của vua thì lập tức bị đuổi khỏi trường thi, hủy kết quả thi, đúng không các bạn? Thế thì các bạn thấy điều này là nó nâng cái vai trò tuyệt đối của cái giai cấp thống trị ở đây là vua, và trong pháp luật nó cụ thể hóa, đúng không các bạn? Đấy. Rồi quan là phụ mẫu chi dân, giai cấp thống trị mà. Và đây bạn thấy rồi, tại sao mà bạn thấy người ta có câu ca dao là con vua thì lại là vua con dạy, con phải ở chùa lại xếp lá đa. Bạn thấy rồi, cha truyền con nối phải duy trì cái đó, đúng không các bạn? Và vua là ý vua là ý trời thì toàn bộ nó được thể hiện trong pháp luật đấy, và nó giảm đi cái sự đấu, nó lập tức ngăn chặn cái sự đấu tranh lật đổ dù vua đó như thế nào, chung với điều đầu tiên là phải chung với vua, đúng không? Mà sau này Hồ Chí Minh nó là ngôn chung, quân sự tử thần tử, thần vật tử và chung, nó được nêu trong luật của chế của nhà nước phong kiến, đúng không? Vua bảo chết thì phải chết, còn nếu bạn cãi lại không chết thì đó là bất chung với vua, tội đó là nặng nhất. Thế thì các bạn thấy rằng đây nó thể hiện cái ý chí của giai cấp thống trị, đúng không? Rồi cái thứ hai, cái tính giai cấp của pháp luật đó là nội dung của pháp luật nó phải phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Họ xây dựng nên nhà nước, họ hình thành hệ thống pháp luật. Thế thì ở đây những cái lợi ích nào mà nó gắn liền, nó phù hợp với giai cấp thống trị thì sẽ được cụ thể hóa thành luật, đúng không? Cụ thể hóa thành luật là đấy. Thế thì các bạn thấy trong bất cứ xã hội nào cũng vậy. Bây giờ ví dụ trong xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi, thì cái nền pháp luật, đúng không? Cái nền pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thế thì các bạn thấy rằng cái vai trò thống trị là công nhân, là nông dân, quần chúng, nhân dân, lao động. Nên trong hiến pháp mình quy định nhà nước của dân, do dân, vì dân, đúng không? Đó, cái những lợi ích này trong đó nội dung pháp luật phải đặt ra, đúng không? Là gì? Làm sao nó phù hợp với cái giai cấp thống trị, đúng không? Với giai cấp thống trị, xã hội của dân, do dân, vì dân, xây dựng những cái nội dung pháp luật như thế nào phù hợp, đúng không? Các cơ quan nhà nước đều đặt tên ở đây là nhân dân đó, đúng không? Chỉ có trừ ngân hàng, kho bạc thì mới đặt tên nhà nước thôi. Rồi thế thì các bạn thấy rằng đấy là cái giai cấp nào nắm quyền, đúng không? Thì ở đây trong cái nội dung pháp luật nó phải thể hiện cái sự phù hợp với lợi ích nguyện vọng của nhân dân. Và cái thứ ba, nó bảo vệ củng cố lợi ích địa vị của giai cấp thống trị,
nu của nhà nước Hy Lạp La Mã cổ đại, nó được khắc ở các bức tường của quảng trường. Thì trong đó nó ghi cụ thể luôn, đúng không ạ, là cấm việc kết hôn giữa nô lệ với tầng lớp trên tại chủ nô, đúng không ạ? Đấy, thế thì ở đây có phải nó đang cái vấn đề là cái gì các bạn, phân biệt về giai cấp, đúng không ạ? Rồi à, như thế nào nữa các bạn, là nô lệ à, xin lỗi, chủ nô được toàn quyền quyết định mua bán, thậm chí giết chết nô lệ. Vậy thì có phải đang bảo vệ cho cái lợi ích như nào tuyệt đối của cái giai cấp chủ nô, đúng không? Đấy. Rồi vậy thì các bạn thấy bất cứ một cái hệ thống pháp luật nào thì nó cũng sẽ bảo vệ nó được nhà nước đó hình thành, đúng không ạ? Rồi nó được thừa nhận, miễn là ở đây nó đều phải ghi đến một vấn đề thể hiện ý chí của giai cấp thống trị thuộc về giai cấp nào, nội dung phải phù hợp với lợi ích và phải bảo vệ được, củng cố được lợi ích hiện hữu của giai cấp trong xã hội, đó là giai cấp thống trị, không được đi ngược lại, đó là tính giai cấp nha các bạn. Và các nền pháp luật càng về sau thì cái tính giai cấp nó càng giảm, như các bạn, nó sẽ giảm bớt đấy, và nó đẩy mạnh cái gọi là cái tính xã hội. Rồi vậy thì bây giờ ở đây đó là cái bản chất thứ hai, hay còn gọi là cái tính xã hội, ý nó sẽ được thể hiện là pháp luật đó do một giai cấp thống trị trong xã hội lập ra, nhưng bên cạnh những lợi ích của giai cấp thống trị phải đảm bảo đầu tiên trước nhất thì vẫn cần phải gì, thể hiện ý chí của nhiều giai cấp khác trong xã hội, của nhiều tầng lớp khác. Rồi bây giờ cô ví dụ bất cứ hệ thống pháp luật nào nó cũng phải đề cập đến vấn đề một số cái quyền cơ bản của con người trong xã hội đó, quyền chung, ví dụ được bảo vệ tài sản tính mạng, người giàu cũng như người nghèo, đúng không? Đương nhiên người giàu có nhiều tài sản thì nó khác, đúng không ạ? Nhưng cái tính mạng, cuộc sống nó vô cùng quý. Đấy, thế thì bây giờ đó là những vấn đề giải quyết về mặt xã hội. Rồi, hoặc ở đây đề ra những cái chủ trương phát triển, đề ra những cái chính sách, pháp luật cụ thể hóa những chính sách đó bằng pháp luật, đúng không? Quy định về kinh tế, văn hóa, về xã hội. Thế thì ở đây trong cái sự phát triển chung cho cả xã hội mà nó không có thiệt hại cho giai cấp thống trị thì lúc đó nó sẽ được cụ thể hóa thành pháp luật. Rồi bây giờ cô ví dụ, đúng không ạ? Rồi bây giờ ví dụ về quyền con người, đúng không ạ? Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền học hành, đúng không ạ? Quyền bầu cử, ứng cử với hàng loạt các quyền. Trời ơi, kêu đi xuống. Thế thì con ở người nhiều mà quốc làm gia, gì vậy trời? Dù là tư bản hay xã hội chủ nghĩa phong kiến thì những cái quyền này nó phải được thể hiện trong pháp luật, bởi vì khi nó cụ thể hóa nó vừa bảo vệ cho giai cấp thống trị và đồng thời nó cũng phản ánh được cái mong muốn của những giai cấp khác, mà cái sự mong muốn của giai cấp bị bóc lột này hay cái tầng lớp trung gian này không ảnh hưởng tới nó mà còn chỉ góp phần phát triển cho giai cấp thống trị, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ cô nói nhà nước tư là pháp luật tư bản hay pháp luật xã hội chủ nghĩa, đúng không? Bạn thấy rồi, cái vấn đề bảo vệ sức khỏe đi, việc chống ở đây cái dịch bệnh có thể quy định, ví dụ ở các nước tư bản là gì, cái vấn đề à cái dịch bệnh xảy ra tiêm hay không tiêm đó là quyền, mà đặc biệt là các nước thì các bạn thấy rồi, họ đi ngược lại với Việt Nam, đó là gì, họ không muốn tiêm vaccine, đúng không ạ? Họ không tiêm, nhưng mà còn ở Việt Nam thì chúng ta muốn tiêm, đúng không, để chúng ta đi lại, để chúng ta giảm bớt cái tỷ lệ tử vong, nhưng chúng ta lại không có điều kiện về nguồn thuốc. Đấy, thế thì nhà nước nào trong cái mặt cái cụ thể hóa, và bây giờ đứng trước cái tình hình như vậy, một số quốc gia, đúng không ạ, mà ở đây người ta khuyến khích tiêm, thậm chí đi tiêm mà còn được phát thưởng ngoài tiền, đúng không? Còn ở Việt Nam thì có một số bộ phận lợi dụng vấn đề nhu cầu của người tiêm, đúng không, có được cái cơ hội là mình có thể điều tiết nền tiêm vào thì mình lại lấy tiền, đó là vi phạm pháp luật, đúng không? Vậy thì bây giờ cái quyền tiêm chủng mở rộng đó là cái quyền và nghĩa vụ của công dân, đúng không ạ? Trong cái điều kiện nó nảy sinh, thế thì bây giờ bạn thấy mỗi công dân này, đúng không ạ, thế thì họ phải tiêm để họ bảo vệ cho bản thân, bảo vệ cho cộng đồng, đúng không? Và bạn thấy là nhiều nước bây giờ họ thành luật rồi, không đi tiêm họ sẽ xử lý, đúng không? Đấy, không đi tiêm. Đấy, thế thì các bạn thấy, hay là mình đề ra vấn đề mỗi người phải đeo khẩu trang, thực hiện
nhiều trường hợp, nhiều cá nhân, đúng không ạ? Đổ thừa là bị bệnh, mắc bệnh về tâm thần thế này thế kia, nhưng mà xem xét lại chưa chắc, đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn thấy là ra ngoài đường, nhưng mà ở đây như thế nào, các bạn đi song song ngoài đường không đeo khẩu trang à, tới cái giờ chỉ thị, đúng không, cấm, bởi vì bạn đi ra ngoài đường bạn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, nhưng vẫn cứ làm. Đấy, thì các bạn thấy là lúc này bắt buộc phải như thế nào, có cái việc ở đây là gì, phải bảo vệ chung cho mọi người. Thế thì nhà nước nó đưa ra không chỉ cho lợi cho giai cấp cầm quyền đâu, mà còn lợi cho chính bản thân chúng ta, cho các giai cấp tầng lớp khác, đúng không? Rồi, cái tính trên xã hội nữa là cái gì? Đó là cái gì? Điều chỉnh các hành vi mang tính phổ biến. Vậy thì những cái vấn đề mà nó xảy ra, đúng không ạ? Xảy ra để giữ được đảm bảo trật tự của xã hội ấy, mà cái hành vi này nó diễn ra thường xuyên liên tục, thì bắt buộc nó phải đưa vào trong nội dung pháp luật, để pháp luật nó xây dựng, nó điều chỉnh, nó phổ biến, đúng không ạ? Bây giờ cô ví dụ như này, khi ở Việt Nam, đúng không? Ví dụ như là liên quan tới ví dụ như là vấn đề về các mạng công nghệ thông tin đi, những cái trang mạng xã hội hiện nay nó rất là nhiều, đúng không? Phải mà. Thế thì bạn thấy là hầu như trong giới trẻ chiếm đa số, thì Việt Nam là một trong 7 quốc gia mà cái lượng truy cập lớn nhất trên thế giới. Đương nhiên là Mỹ nó đứng đầu, nhưng mà sau đó mới tới Ấn Độ, còn Trung Quốc là ở đây nó lại xếp thứ tư các bạn, bởi vì Trung Quốc hạn chế vấn đề phát triển mạng internet các bạn. Rồi, thế thì Việt Nam mặc dù có 100 triệu dân, nhưng mà chúng ta đứng thứ 7. Thế thì các bạn thấy là chúng ta được phép sử dụng internet xã hội ở mọi nơi, không ai cấm, 24/24, miễn sao bạn có đủ tiền, bạn trả tiền cước phí là được, đúng không ạ? Thế thì ở đây bạn thấy là bây giờ những cái vấn đề là nó nảy sinh. Bây giờ trong quá trình ăn sử dụng những trang mạng xã hội, mà có cụ thể ở Việt Nam là trang Facebook đi, đúng không? Thế thì mình chia sẻ, mình có được những cái lợi rất lớn từ trang mạng này, đúng không ạ? Nhưng trong đó ngày hôm nay thì những cái trang mạng này nó phải siết chặt, nó quản lý, nó có những cái điều khoản. Bạn không, trước đây tất cả những vấn đề đều có thể được chia sẻ, được đăng lên những trang, nhưng bây giờ những nội dung mà nó phản cảm hoặc liên quan đến những video clip bạo lực thì lập tức ở đây sẽ bị giới hạn, không được chia sẻ, đúng không các bạn? Phải không ạ? Thế thì các bạn thấy đây là chúng ta đang kiểm soát, đang kiểm soát. Đó. Vậy thì nó là cái sự, cái vấn đề chúng ta kiểm soát cái này, đúng không? Nó một phần đó là nó nhằm mang đến cho trong cái vấn đề sử dụng mạng, sử dụng trang xã hội của con người theo cái chiều hướng tích cực, để xóa đi cái tình trạng bạo lực áp dụng ngược lại của cái mạng xã hội mà nó mang tới, ngoài cái ưu điểm tích cực. Thế thì bạn thấy rằng trong luật pháp nó sẽ quy định. Bây giờ cô ví dụ chẳng hạn, có một trường hợp xảy ra như thế này nha. Một nữ sinh học lớp 11 vô tình, không biết sao đó, lộ cái cảnh là quan hệ thân mật với một bạn trai cùng lớp. Rồi, thế thì sau đó mỗi người là bạn bè Facebook, đúng không? Còn tát thêm những người bên ngoài để tát tên lên nữa, đúng không? Thế thì mỗi người nói một câu dẫn đến cô bé này không chịu nổi áp lực của tự vận. Thế thì bây giờ người ta điều chỉnh là cái gì? Bây giờ người cộng đồng mạng được quyền sử dụng tự do. Bạn bình luận đó là riêng tư của các bạn, nhưng cái bình luận của các bạn mà nó là nguyên nhân dẫn gián tiếp tác động ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý và dẫn hậu quả nghiêm trọng, thì ở đây bạn phải chịu trách nhiệm. Thế thì những cái hành vi nó đang phổ biến ở khi chúng ta sử dụng, thế thì pháp luật nó thể hiện tính sâu là nó phải cụ thể hóa, nó đưa vào thành những cái điều luật quy định, đúng không các bạn? Đưa thành điều luật quy định. Rồi, vậy thì cũng như khi dịch bệnh nảy sinh thì ở đây có bắt đầu luật pháp nó sẽ điều chỉnh, và nó những hành vi nào phổ biến về vi phạm pháp luật nó sẽ cụ thể hóa thành luật trong tương lai, đúng không các bạn? Rồi, cái thứ ba là tính xã hội là gì? Ngoài bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền thì nó phải xây dựng được cái nội dung pháp luật phù hợp với lợi ích của đại đa số trong cộng đồng xã hội. Đấy, nó không thể theo vùng miền được, theo địa phương, mà
bởi vì áp dụng pháp luật để nhà nước quản lý chung trên tất cả các đơn vị hành chính, đúng không? Trên cả lãnh thổ. Nên ở đây những lợi ích nào mà phù hợp với đa số người dân thì nó sẽ được cụ thể hóa thành luật để nó quy định thành cái nội dung quy tắc xử sự, bộ quy tắc xử sự của con người. Rồi bây giờ cô ví dụ như thế này, để đảm bảo về vấn đề hạn chế tai nạn giao thông, giữ an toàn giao thông, đúng không? Cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không, rồi làm ơn tắt mic cho cô nha. Thế thì ở đây các bạn thấy một điều đó là cái gì? Đó là chúng ta, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy từ 18 tuổi trở lên phải có bằng lái, đúng không ạ? Vậy thì bằng lái là chúng ta học về lý thuyết, nắm về luật, chúng ta thực bao gồm cả lý thuyết, đúng không ạ? Vậy thì đưa ra những quy định về luật trong vấn đề về an toàn giao thông, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, để từ đó chúng ta ở đây tất cả mọi người dân trên 63 tỉnh thành này thì chúng ta đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, đúng không các bạn? Thì đây là nó mang tính xã hội, đúng không ạ? Mang tính xã hội, hoặc hoặc quy định trong luật, trong hiến pháp quy định quyền và nghĩa vụ của công dân là gì? Công dân ở đây học tập là quyền lợi, là nghĩa vụ của công dân. Thế thì bạn thấy rằng đây là cái lợi ích của đa số mọi người, không phải chỉ có lợi cho giai cấp thống trị đâu, mà cho tất cả các giai cấp, đúng không các bạn? Giai cấp thống trị, giai cấp biện trị, tầng lớp trung gian thì ở đây đều mang lại cái lợi ích phù hợp cho họ, họ đều cần phải học tập, đúng không các bạn? Đấy, thế thì đó là cái tính xã hội, cái tính xã hội nha các bạn. Và nhà nước càng dân chủ, hệ thống pháp luật càng dân chủ thì ở đây cái tính xã hội nó sẽ càng lớn, nó phổ biến và nó rộng rãi, đúng không? Nó phổ biến rộng rãi. Vậy thì các bạn thấy rằng đấy là cái bản chất của pháp luật nhé các bạn, bản chất của pháp luật. Rồi thì nó không khác gì so với cái bản chất của nhà nước, đúng không ạ? Nó không khác gì cả, đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn chú ý cho cô, đây là đặc trưng vốn có của pháp luật, hay người ta gọi là thuộc tính của pháp luật, đúng không ạ? Thuộc tính của pháp luật. Vậy thì nó có ba cái thuộc tính nhé các bạn, mà cô xem là nổi bật nhất. Một là tính quy phạm phổ biến, hai là tính cưỡng chế, ba là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Thế thì bây giờ các bạn hiểu về tính quy phạm phổ biến là cái gì? Như nãy cô đã nói rồi, quy phạm là những quy tắc, chuẩn mực điều chỉnh hành vi của con người ở trong từng trường hợp cụ thể, tức là nó có cái giới hạn phạm vi để con người điều chỉnh hành vi của mình. Thế thì bây giờ tính quy phạm phổ biến nó mang tính này bởi vì pháp luật nó quy định những khuôn mẫu, nó đề ra những cái chuẩn mực đạt thước đo cho hành vi xử sự trong xã hội, đúng không? Bây giờ con người có nhiều cái hành vi, đúng không? Có sự tương tác rất lớn, hoạt động rất lớn. Thế bây giờ trong từng hành vi, trong từng trường hợp cụ thể thì cái thước đo này, cái lợi ích của bạn được bảo vệ thì có thể xâm phạm đến lợi ích của người khác, đúng không? Cô thực hiện quyền của mình có thể cô sẽ xâm phạm đến quyền của những người khác. Vậy thì bây giờ phải đi pháp luật, nhiệm vụ của nó là gì, đúng không ạ? Cô có được lợi ích của A có được thì phải chấp nhận trong từng trường hợp cụ thể, chấp nhận những quy định gì, bị giới hạn ra sao. Rồi bây giờ cụ thể cô ví dụ, con người được tự do kinh doanh mua bán, đúng không? Bạn có thể bán bất cứ thứ gì tùy theo nguồn vốn, điều kiện và lĩnh vực niềm đam mê, bán vàng, bán vé số, bán nước mía, vân vân, đúng không? Rồi nhưng bạn tự do kinh doanh mua bán, hình thức mua bán, nhưng nếu như bạn vi phạm vào những loại hình buôn bán, những sản phẩm, những hình thức mà pháp luật cấm không cho phép mà bạn vẫn cứ cố ý làm thì lập tức bạn sẽ phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Bạn phải bị xử lý. Rồi bây giờ bạn có thể buôn bán bất cứ cái gì, nhưng bạn không được buôn bán ma túy, không được buôn bán người, buôn bán nội tạng, đúng không? Rồi không được lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác trong quá trình kinh doanh buôn bán, đúng không?
thế thì ở đây đó là đặt ra cái giới hạn, đúng không? Đặt ra cái giới hạn, và ở đây những cái pháp luật đặt ra những cái giới hạn, những cái chuẩn mực này cho cái hành vi xử sự của con người, thì những hành vi này nó không phải mang tính đặc trưng, nó không phải mang tính đặc thù của một nhóm người, mà nó là sẽ phổ biến, bởi vì trong xã hội nó sẽ xảy ra nhiều cái hành vi như vậy, đúng không ạ? Hành vi như vậy. Rồi bây giờ cô ví dụ như thế này, bạn có tiền, bạn muốn mua một căn nhà, đúng không ạ? Thế thì bây giờ bạn mua căn nhà thì bạn phải ra công chứng, và cơ quan nhà nước có trách nhiệm công chứng, thì cái tài sản này sau đó họ sẽ chuyển đổi tên, tức là chuyển đổi mục đích sở hữu, chuyển đổi quyền sử dụng, quyền sở hữu, đúng không ạ? Cái tài sản gắn liền với đất. Thế thì ở đây bạn thấy trong pháp luật họ có quy định. Vậy thì không phải ở thành phố diễn ra trao đổi mua bán nhà đất, mà ở khắp nơi trên đất nước này đều phải tuân theo cái quy định đó, đúng không các bạn? Hay không ạ? Còn nếu trường hợp tự ý bạn mua bán với nhau, trao đổi bằng miệng cũng được, nhưng mà nếu như xảy ra vấn đề sau này pháp luật không hẳn. Hoặc bây giờ công dân đi nam nữ thanh niên, đúng không các bạn? Rồi, là quy định về cái độ tuổi kết hôn nam 20 và nữ 18. Vậy thì không phải chỉ có ở một tỉnh thành, mà 63 tỉnh thành này cái vấn đề nguyện vọng, cái vấn đề mong muốn để kết hôn, đúng không ạ? Không phải chỉ ở một nhà mà nhiều nhà, nhiều đối tượng. Vậy thì cái hành pháp luật sẽ quy định cái luật hôn nhân gia đình, đúng không ạ? Sẽ áp dụng chung, nó phổ biến. Rồi cái thứ hai, điều chỉnh những mối quan hệ mang tính phổ biến, điển hình và ổn định, diễn ra thường xuyên, đúng không ạ? Ở khắp mọi nơi, dành cho nhiều đối tượng. Đi xe gắn máy không chỉ có người 18 tuổi cho đến 19 tuổi, đúng không? Và ở đây trên 18 tuổi là được rồi, phải nhiều đối tượng khác nhau. Vậy thì hàng ngày chúng ta đi làm, đúng không? Có những phương tiện vừa công cộng hoặc phương tiện tư nhân có xe gắn máy, xe đạp hoặc là xe ô tô, phương tiện công cộng có xe buýt, taxi, grab, đấy, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ những cái này nó là phổ biến. Vậy thì mình quy định trong đây cái hành luật của mình về vấn đề ở đây khi điều khiển phương tiện, đúng không ạ? Khi lưu thông trên đường, vấn đề giao thông đường bộ nó phổ biến ở trong 63 tỉnh thành, đúng không các bạn? Thấy thế thì các bạn thấy là đây là cái tính quy phạm phổ biến, nó mang cái tính quy phạm phổ biến chứ không phải nó mang cái đặc thù. Còn cái đặc thù đó là văn hóa, phong tục tập quán, đúng không các bạn? Đúng không ạ? Phong tục tập quán. Bây giờ cô ví dụ như thế này, Việt Nam là một quốc gia mà tổ chức một trung bình một năm chúng ta ở đây bạn tiếng Anh lên là một ngày, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có rất nhiều cái lễ hội khác nhau. Đấy. Thế thì nhưng những lễ hội nào nó được cụ thể hóa thành luật? Ví dụ trong luật lao động quy định được rằng người lao động, đúng không ạ, được nghỉ vào ngày 1 tháng 5, đúng không? Đấy. Thế thì cái này nó đã dành cho người lao động và khắp ba miền, đúng không ạ? Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, hoặc là ngày 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thế thì toàn bộ học sinh, sinh viên, đúng không? Các nơi, các cơ quan làm việc đều được nghỉ cái ngày đó. Đấy, và còn được hưởng, đúng không? Thế thì các bạn thấy là điều chỉnh được mối quan hệ mang tính phổ biến, chứ nó không giống địa phương. Còn hoặc giống trong gia đình những quy phạm xã hội khác. Ví dụ như bây giờ về đạo đức đi, đúng không ạ? Vùng miền đạo đức có khác nhau không cả lớp? Câu hỏi này, về vấn đề đạo đức phong tục tập quán ở các vùng miền nó có khác nhau không? Trong một đất nước Việt Nam, khác nhau rất nhiều, đúng không? Khác nhau. Dạ. Đấy. Thế thì lễ hội văn hóa phong tục tập quán vùng miền này nó quy định. Rồi, nhưng mà ở đây khi nó được cụ thể hóa thành pháp luật thì những văn hóa phong tục tập quán nó không phù hợp, bắt buộc phải bị đào thải. Đây cô ví dụ, cho tới năm 2018, đúng không? Thế kỷ 21 rồi, những thập niên 3, những thập niên 20 rồi. Rồi, vậy mà vào mùa xuân, đó là vào Tết âm lịch đó, thế một đoàn phóng viên đó, họ lên khu vực Tây Bắc đó, để họ chụp cái cảnh, ở đây là cảnh miền núi Tây Bắc vào mùa xuân, cực kỳ đẹp, hoang vu, nhưng mà nó lại là ở đây như thế nào, vô cùng lãng mạn. Thế thì bạn thấy một điều, người ta thấy một cái hiện tượng là gì? Có những cái bạn niên khoảng 15-16 tuổi đi trên đường, chợt thấy một cái cô gái cũng trong cái độ tuổi đó, lập tức như thế nào các bạn?
cô gái đó, rồi trói cô gái đó và mang về nhà. Thế thì thấy không phải một buổi, không phải một trường hợp, mà thấy nhiều trường hợp. Thế thì cuối cùng cái đoàn phóng viên đó, đúng không? Họ chuyển từ chụp phong cảnh, rồi họ giao lại cho một số người làm, rồi còn lại họ đi, họ ghi, họ đi, họ tìm thông tin. Thế thì họ biết được rằng là vào thời điểm năm 2018 đó, mà ở một số cái vùng vẫn còn cái tình trạng gọi là cái tập tục bắt vợ. Có nghĩa là cái gì? Đúng không? Đến mùa xuân. Thế thì ở đây những cái thanh niên 15, 16 tuổi, đúng không? Thực ra ở đây là chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế thì nhưng mà những thanh niên này như là có cái tập tục là gì? 15, 16 tuổi kết hôn rồi, đúng không? Bắt những cái cô gái gì mặc dù không quen biết gì hết, không có tình cảm mẹ sinh gì hết, nhưng bắt về nhà. Thế là bố mẹ nhà chuẩn bị gà, rượu, trà, uống. Thế là khi dắt người đó vào, 3 ngày sau xong bắt đầu mang xính lễ đến nhà gái. Thế là lập tức hai người, hai đứa trẻ đấy, đúng không? Trở thành vợ chồng. Thế thì có phải nó cái tập tục của cái vùng miền này, đúng không? Nó là mang nét đặc thù riêng. Thế thì ở đây nhưng mà trong khi đó nó lại mâu thuẫn, đúng không? Nó lại vi phạm vào cái điều cấm của luật hôn nhân gia đình là về cái độ tuổi kết hôn, đúng không? Và cái hôn nhân này lại vi phạm một cái vấn đề thứ hai là hôn nhân này là gượng ép mà. Cô gái cô đâu biết cô đang đi trên đường mà cô đi chơi mà, đúng không? Và tự nhiên bị một người bắt trói về xong rồi mang về nhà, đúng không? Rồi trở thành con dâu và phải chấp nhận theo cái phong tục tập quán. Nó cũng điều chỉnh hành vi của con người á, suy nghĩ con người. Nhưng mà ở đây không thể tồn tại trong một đất nước quốc gia mà một số vùng ở đây mà tồn tại những cái tập tục đó được. Các bạn, nó phải lập tức phải điều chỉnh. Pháp luật nó quy định cái độ tuổi hôn nhân phải tự nguyện, đúng không? Đấy. Thế thì đây là trường hợp những đứa trẻ này là tảo hôn mà pháp luật sẽ không thừa nhận mối quan hệ hôn nhân này. Và đây người ta bắt đầu, người ta lập tức người ta làm việc ngay với lãnh đạo, đúng không? Để phổ biến, để tuyên truyền. Đấy. Vậy thì ở đây tính quy phạm phổ biến là pháp luật nó điều chỉnh những mối quan hệ mang tính phổ biến rộng rãi, rộng khắp trong xã hội, chứ không có mang cái nét đặc trưng đặc thù nào cả, đúng không? Không có cho từng vùng miền hoặc từng nhóm đối tượng, đúng không? Ăn trộm ở độ tuổi nào thì sẽ xét xử theo từng trường hợp quy định đó. Dưới 18 tuổi thì sẽ đưa đi. Ở đây là gì? Mức độ chưa nghiêm trọng thì xử phạt hành chính người bảo lãnh, đúng không? Hoặc đưa đi giáo dưỡng. Đấy. Rồi còn trên 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên thì không phân biệt nam nữ gì cả, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì những điều chỉnh những mối quan hệ nó mang tính phổ biến, điển hình, ổn định. Thứ hai đó là tính cưỡng chế. Đây, cái điểm khác biệt và nó tạo vì sao pháp luật nó được thực hiện nghiêm rộng khắp, đúng không? Và quản lý được trật tự xã hội, đó chính là cái tính cưỡng chế, đúng không? Mà cái tính cưỡng chế này nó được thể hiện gì? Được nhà nước đó ban hành và đảm bảo thực hiện. Nhà nước tạo ra cái bộ máy cưỡng chế thực hiện quyền lực công cộng, đặt ra nhà tù, đặt ra cái lực lượng chức năng để cưỡng chế, đúng không? Đấy. Thế thì bạn thấy rồi, ở xã hội Việt Nam cưỡng chế đó là gì? Công an hay lực lượng quân sự, đúng không các bạn? Rồi các bạn thấy đi kiểm soát vấn đề ở thành phố phòng chống dịch bệnh, rồi cái lực lượng chốt các chốt thì các bạn thấy rồi, dân phòng này, đúng không? Đội tình nguyện này, đúng không các bạn? Lực lượng công an này, lực lượng quân sự này, đấy, để đi kiểm soát, để kiểm soát. Đấy. Vậy thì những cái lực lượng phản ánh nhanh này đó là cái bộ máy mà nhà nước được xây dựng, và ai chống đối có thể xử phạt hành chính, có thể xử phạt hình sự, đúng không các bạn? Đấy. Rồi mọi đối tượng bắt buộc phải tuân theo đạo đức, bạn có thể làm không làm tùy theo lựa chọn của bạn, nhưng pháp luật bạn đã vi phạm, bạn được quyền từ chối không? Không, không được quyền, đúng không? Không được quyền. Đấy. Thế thì ở đây trừ những cái quy định, bây giờ ví dụ tội phạm A theo nguyên tắc là gì? Được quyền mời luật sư. Nếu như không mời thì ở đây không biết luật sư nào để mời thì ở đây như thế nào? Nhà nước sẽ chỉ định luật sư ABC đến bào chữa, đúng không ạ? Hoặc mình có thể tự mình bào chữa cho mình, đó là quyền. Thì cái này là nhà nước quy định, đúng không? Đấy. Còn bây giờ ví dụ vi phạm bị tội đặc biệt nghiêm trọng, có nghĩa là tương ứng với khung chung thân và tử hình, vậy thì cái quyền lần cuối cùng là được gì, đúng không? Rồi đó là trước khi thi hành án, sau khi bản án có quyết định thì lập tức trong vòng 15 ngày
thì ở đây được quyền viết đơn khiếu nại bất cứ tử tù nào cũng vậy, đưa lên chủ tịch nước để xin ân xá, đúng không ạ, hoặc đặc xá. Thế thì ở đây bạn thấy đó là cái quyền và pháp luật nó ban hành và nó dành cho không phải chỉ có miền Bắc, miền Nam mà cho tất cả mọi đối tượng trong cả nước khi rơi vào cái trường hợp cụ thể đó, nha các bạn. Rồi và tính cưỡng, và nếu như không làm, đúng không, và không thể chạy tội được, nếu ví dụ chủ tịch nước phê chuẩn được miễn tội chết, chuyển xuống trung thân hoặc 30 năm ví dụ như vậy, thì lập tức tòa án viện kiểm sát họ sẽ tiến hành, đúng không? Và thông thường thì ở đây bạn thấy là đều y án, đúng không ạ? Thì bạn có muốn hay không muốn thì bạn phải chịu trách nhiệm. Ví dụ bạn phát hiện ra mình vi phạm pháp luật, đúng không, mình gây ra cái, mình gây ra điều trái pháp luật, thế thì mình bỏ trốn, thế thì người ta truy nã, đúng không? Và ở đây ví dụ 20 năm sau họ phát hiện ra, dù bạn đã thay đổi hình dáng thay tên của họ, nhưng họ xác định ra được thì họ vẫn có quyền lập lại vụ án, khởi tố vụ án và bắt buộc bạn phải thực hiện cái nghĩa vụ là bạn phải ở đây như là bị xử lý. Thế thì nó không trường cho bất cứ, đúng không? À, tiếp theo là muốn hay không muốn, nó không phụ thuộc vào con người. Đấy là không ai muốn rằng mình gây ra tội ác xong là chúng ta không muốn bị trừng phạt, đúng không các bạn? Đều tìm cách để chạy tội hết, đúng không? Nhưng mà pháp luật nó không cho phép, nó không cho phép, đúng không các bạn? Vậy thì không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người, thích không thích, cần hay không cần, mà đã quy định bắt buộc phải là điều khiển ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, người ngồi trước, người điều khiển xe thì phải có bằng lái, phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ về luật an toàn giao thông đường bộ, đúng không? Người ngồi sau thì cũng phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định, đúng không? Và xe không được chở vượt quá đáng những quy định. Vậy thì bạn muốn hay không muốn, đúng không ạ, thì bạn vẫn phải tuân theo những quy định đó là cái tính. Còn nếu không làm thì lập tức bạn sẽ bị xử lý, ngày hôm nay chưa nhưng ngày mai, đúng không? Đó là cái tính cưỡng chế mà bất cứ một cái hệ thống pháp luật nó cũng đều phải có, và nó mới làm, nó mới tạo nên cái sự đặc biệt nhà nước quản lý được. Rồi cái đặc tính thứ ba, thuộc tính thứ ba đó là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, đúng không? Thế thì văn bản pháp luật nó tồn tại dưới các dạng văn bản bởi vì nó phải ghi nhớ lại cho mọi người, cho công dân, cho người dân hiểu để họ tuân thủ, đúng không? Thế thì ngày hôm nay cái văn bản luật thì nó vẫn không thể nào tách khỏi cái truyền thống, tức là những bộ luật ngành luật nó được in bằng văn bản giấy và có những cái văn bản internet, đúng không? Thế thì trong đây là nó phải từng cái ngành luật cụ thể hóa, từng cái ngành luật pháp luật nó được cụ thể hóa thành hiến pháp, thành các ngành luật, đạo luật, bộ luật và những văn bản dưới luật, ví dụ chỉ thị của thủ tướng, quyết định của chủ tịch nước, đúng không? Rồi hoặc nghị quyết của quốc hội, vân hoặc vân vân. Vậy thì những cái văn bản này gọi là văn bản dưới luật, nó cũng là một văn bản pháp luật. Thế thì nó phải có đầy đủ trình tự, thủ tục để cái văn bản đó có, để cái văn bản đó có giá trị, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ở đây do cơ quan nào đương nhiên quốc hội ban hành, đúng không? Hoặc bây giờ giao trong tay, ví dụ như quyết định là chủ tịch nước, ví dụ chủ tịch nước được quyền ký quyết định, ví dụ như là xuất kho, xuất gạo, đúng không ạ? Để chi viện cho miền Nam trong giai đoạn chống dịch, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chống dịch. Đấy. Thế thì cái quyết định này của chủ tịch nước thì ký ngày bao nhiêu thì thông thường nó lấy cái số ngày đó các bạn. Thì ở đây để nó làm cái tên của cái quyết định để phân biệt, đúng không? Rồi ví dụ quyết định ví dụ như là 09, đúng không? Ví dụ như vậy đi. Rồi 21, tức là có nghĩa là cái quyết định vào tháng 9 năm 2021 chẳng hạn. Thì ví dụ như về vấn đề tiêm phòng, đúng không? Những cái quy định chẳng hạn. Thế thì ở đây những cái văn bản này nó phải có đầy đủ trình tự, có các cơ quan thẩm quyền ban hành, đúng không? Rồi muốn sửa đổi cũng phải do các cơ quan nó có thẩm quyền, đúng không? Rồi cái thứ hai về cái thuộc tính này đó là đảm bảo về mặt nội dung. Trong một ngành luật thì phải có được cái nội quy định, đó là khái niệm ngành luật đó là gì, đối tượng
phương pháp điều chỉnh bao gồm những cái nội dung, thì cái nội dung này là quan trọng, đúng không? Đấy. Và những cái từ ngữ giải thích, những thuật ngữ chuyên nghiệp giải thích, đúng không? Ví dụ bị cáo hiểu là gì, bị can hiểu là gì, giai đoạn tố tụng hiểu là gì, đúng không? Vậy thì ở đây họ có, ở đây họ có những cái thuật ngữ để họ giải thích, đúng không? Và giải thích như vậy để khi người dân họ đọc họ mới hiểu, đúng không? Rồi. Và điều chỉnh mối quan hệ nào thì nó sẽ hình thành một ngành luật đó. Ví dụ điều chỉnh về mối quan hệ giữa nhân thân, tức là con người, và vấn đề về tài sản, đó hai nội dung lớn này, thì đó chính là cái bộ luật dân sự ra đời, đúng không? Rồi điều chỉnh về mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề làm công ăn lương, thì đó chính là luật lao động. Nó thì trong đó nó sẽ đảm bảo đầy đủ những cái nội dung mà luật pháp nó điều chỉnh và nó quy định từng điều, từng khoản, từng mục một, đúng không? Ví dụ khoản điều 247 bộ luật hình sự thì phải ghi rõ bộ luật hình sự áp dụng là năm 2005, đúng không? Hay là bộ luật hình sự năm 2015. Thế thì phải cụ thể hóa nó đảm bảo cái nội dung đó. Rồi tiếp theo là sử dụng ngôn ngữ pháp lý, đúng không? Vậy thì có nhiều cái thuật ngữ chuyên ngành và sử dụng cái ngôn ngữ pháp lý đó phải dễ hiểu, mang tính phổ thông, không dùng những từ ngữ đặc biệt, những từ ngữ đa nghĩa sẽ dễ dẫn đến người đọc, người ta hiểu sai, dẫn đến người ta thực thi pháp, người ta vận dụng pháp là sai, người ta tuân thủ pháp là sai, đúng không các bạn? Và trong cái lời diễn đạt phải ngắn gọn, xúc tích, đơn giản, dễ hiểu, và tránh ở đây đó là dùng diễn đạt bằng cách liệt kê không hết xong bắt đầu chấm vân vân. Trong pháp luật không được vân vân, bởi vì vân vân thì nó sẽ bao hàm nhiều cái hành vi trái pháp luật khác, đúng không? Mà trong từng trường hợp bạn phải giải thích cụ thể và làm sao cho người ta hiểu, người ta hiểu người ta mới làm, đúng không? Đấy. Thì các bạn thấy rồi, đó là cái tính xác định chặt chẽ. Luật không chặt thì dẫn đến sơ hở, mà sơ hở thì dẫn đến tiếp tay cho vi phạm pháp luật. Thế thì như tại sao ở đây cô nói các bạn, một ngày chúng ta có khoảng 287 các văn bản cần phải sửa đổi, đúng không? Và thực ra cái tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức thì chúng ta chưa cao như ở các nước tiến bộ. Ví dụ ở châu Âu nổi tiếng nhất là hệ thống luật pháp, tức là xây dựng pháp luật, những nhà làm luật là hệ thống pháp luật của Đức, Nhật Bản. Rồi ở châu Á thì đó chính là cái hệ thống pháp luật những nhà làm luật của Hàn Quốc. Và bạn thấy nó tác động, đó là gì? Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà vi phạm pháp luật ít nhất trên thế giới, đúng không? Còn chúng ta ở mức độ trung bình, không nhiều cũng không ít, đúng không? Mà quốc gia nhiều nhất trên thế giới này, những quốc gia nhiều nhất trên thế giới này, theo các bạn đó là quốc gia nào? Âu, Á, Phi, Mỹ Latin, quốc gia nào là vi phạm pháp luật nhiều nhất? À cả lớp à, quốc gia nào là vi phạm pháp luật nhiều nhất? Mỹ hả cô? Rồi quốc gia mà có vi phạm pháp luật nhiều nhất, những quốc gia có vi phạm pháp luật nhiều nhất đó là châu Phi, đúng không? Thứ nhất nền kinh tế nghèo nàn, đây là quốc gia của nghèo đói bệnh tật, đúng không? Rồi đương nhiên nghèo đói bệnh tật thì trình độ dân trí như thế nào thấp. Rồi đây cô ví dụ như thế này, đúng không? Cái mùa Covid xảy ra thì ở một số quốc gia châu Phi, đúng không? Đúng không? Nhóm thanh niên mất việc làm tụ tập trở thành côn đồ và dẫn đến là báo động đó về cái tình trạng những người phụ nữ, mà những người phụ nữ này trên 60 tuổi trở lên mà bị tấn công về tình dục, người già cũng không tha. Thế thì ở đây bạn thấy một điều, đó là cái tình trạng vi phạm pháp luật. Thế thì bây giờ bởi vì hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện và nó có nhiều kẽ hở, đúng không? Rồi trong nó quy định cả cái vấn đề xử lý vi phạm pháp luật. Bây giờ cô ví dụ này, nhiều quốc gia sang châu Phi, trong đó cũng có Việt Nam nữa, là gì? Khi họ mở rộng, mở cửa, họ cho phép các nước được đến để khai thác trong các cánh rừng, đúng không? Ở châu Phi. Thế thì ở đây, ở các sa mạc, thế thì người ta khai thác gỗ tài nguyên, nó là một cái trá hình thôi. Còn
vào vận chuyển khai thác cái gỗ đó là nhà nước, pháp luật của các nước châu Phi nó cho phép. Và khi phát hiện ra à bắn chết một con voi cưa được cái cặp nhà cặp sừng, đúng không, thì bây giờ bị bắt giam, bị bắt giam. Và nếu như bạn có 40 chiếc từ Việt Nam đồng bạn chuyển thành cái tiền, những cái đồng tiền của các nước châu Phi này, thì bạn sẽ được bảo lãnh rồi, không phải bị gì cả, vẫn tiếp tục ở đất khai thác, đúng không? Vậy thì cái điều này đó là cái luật pháp chúng ta chưa, luật pháp chưa chặt, nó dẫn đến những cái kẻ hở thì người ta sẽ lách luật, người ta sẽ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, đúng không? Còn khi anh quy định chặt chẽ thì lập tức như này anh sẽ giảm bớt, đúng không ạ? Đó là cái điều tất yếu. Vậy là cái tính xác định chặt chẽ về mặt chặt chẽ, không chỉ cả về nội dung mà phải chặt chẽ về mặt hình thức, đọc hiểu mọi người dân. Có một cái vấn đề nó đặt ra vô cùng khó khăn, đó là cái gì các bạn? Đặt ra vô cùng khó khăn đó là cái gì, đúng không ạ? Một số cái đồng bào dân tộc Việt thiểu số họ mù chữ, họ không biết được về tiếng Việt, đúng không? Bởi vì mỗi cái vùng miền, mỗi cái dân tộc thì họ có cái ngôn ngữ riêng, đúng không ạ? Họ không biết. Thế thì bây giờ họ làm, họ canh tác sản xuất ở trên nương rẫy rồi, họ quen phải đi với đường rừng núi trên rẫy rồi, đúng không ạ? Tự mình mở đường tự mình đi, không cần ở đây, không cần tránh ai hết, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nửa tháng hoặc một tháng họ mới chở cái sản phẩm mà mình canh tác trồng trọt kiếm được này, mang xuống đồng bằng thị trấn để bán, để mình mua những cái sản phẩm khác, đúng không, những cái vật dụng khác để phục vụ cho mình rồi. Thế thì bây giờ họ làm sao để họ nắm được luật giao thông, đúng không ạ? Bởi vậy họ chở cồng cành hàng hóa, đúng không? Rồi thậm chí ở đây ban ngay giữa đường thì chạy sao chạy, bởi vì quen rồi mà các bạn, bởi vì có nắm được luật đâu. Thế thì bây giờ sống trong một cái đất nước, đúng không ạ, mà bây giờ bạn thấy khi gặp cái lực lượng chức năng thì họ sẽ phải bắt buộc xử lý. Thế bây giờ những người dân tộc họ nói như thế này: không, tôi không biết về luật, bây giờ nghe các chú nói tôi muốn biết. Thế bây giờ bắt buộc không thể nào tịch thu phương tiện của họ được, hoặc chỉ mang tính chất xử lý hành chính tạm thời thôi, bởi vì họ không biết, họ không biết chữ làm sao họ học, đúng không ạ? Và họ không biết chữ thì làm sao họ biết được về luật mà họ làm, họ tuân thủ. Nói cái gì cũng mới hết, à, nói vậy biết vậy thôi, đúng không? Đấy. Chẳng biết là ở đây mình sai chỗ nào, chỉ sai là bảo sai, đúng không? Người khác bảo mình sai thì mình nghĩ là mình sai thôi. Đấy. Thế thì bây giờ muốn họ tuân thủ luật để giảm cái thiệt hại, để ngăn trở cái tình trạng vi phạm, bảo đảm cái tài sản tính mạng cho con người, thế thì bây giờ họ có đi học được hay không? Và nếu đi học thì phải giải quyết cái vấn đề phổ cập cho họ. Nhưng mà giờ là họ đang, họ phải là trụ cột gia đình, họ phải lao động, làm sao mà đi học? Con của họ còn không cho đến lớp mà, đúng không? Đấy, họ nói học để làm gì? 15, 14 tuổi cũng bắt đầu nên nương rẫy rồi, tự lập gia đình, đó, cứ thế tiếp tục. Thế thì các bạn thấy rằng ở đây, đúng không ạ, thì phải làm sao đó giải quyết kết hợp nhiều thứ, đúng không ạ, kết hợp rất nhiều thứ, đúng không ạ? Rồi, thế thì các bạn thấy đây là cái thuộc tính nha, cái thuộc tính. Rồi, vậy thì bây giờ cô đi đến cái chức năng của pháp luật. Các bạn, chức năng của pháp luật thì pháp luật, nãy hình như là cô thấy có cái tin nhắn sao các bạn, tin nhắn của các bạn là ở đây là thông báo là cuối giờ ở lại Zoom, tức là phòng đào tạo sẽ tự điểm danh sao các bạn, là cô khỏi phải điểm danh các bạn, đúng không ạ? Cho cô hỏi. Dạ đúng rồi cô. À, tức là phòng đào tạo sẽ điểm danh, đúng không? Rồi. Vậy thì cái giờ nào là do mình báo chứ đâu phải là phòng đào tạo đâu, đúng không? Cái giờ nào mình nghĩ là mình sẽ báo họ, đúng không hay sao? À, các bạn. Dạ cô, dạ cô để vậy cho cô khác điểm danh á, cô đừng có thoát cho nghe. Không, không, cô hiểu rồi, nhưng mà có nghĩa là khi nào cô dừng, đúng không, cô dừng, ví dụ dừng cái buổi học á, tức là cô dừng kết thúc cái buổi học, cô thông báo kết thúc cái buổi học á, thì là phòng đào tạo vào điểm danh, tức là mình liên hệ báo cho phòng đào tạo là à bây giờ lớp mình, hoặc là cô báo là bây giờ là đã dừng kết thúc buổi học, xong buổi học. Dạ, thế thì dạ đúng rồi cô. Làm mình dạ, đúng rồi, là đào tạo nhắn cô kìa cô. À rồi, bây giờ các bạn chú ý nha. Rồi, ở đây chức năng của pháp luật thì có ba cái chức năng nha. Thứ nhất đó là cái chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội,
thì ở đây các bạn chú ý cho cô, nếu như nhà nước có hai chức năng, đối nội đối ngoại, vậy thì ở đây cái chức năng của pháp luật đó là gì? Điều chỉnh những cái mối quan hệ xã hội. Đấy. Thế thì pháp luật nó quy định, quy tắc, đặt ra những quy phạm, đúng không ạ? Thì mục đích là điều chỉnh những mối quan hệ xã hội này đi vào ổn định, đi vào trật tự, đúng không ạ? Để giúp quản lý xã hội. Và bây giờ chúng ta có nhiều mối quan hệ xã hội, mối quan hệ về văn hóa, về đạo đức, mối quan hệ về chính trị, đúng không ạ? Mối quan hệ, rất nhiều các mối quan hệ khác nhau. Bản thân chúng ta là tồn tại trong nhiều mối quan hệ, đúng không các bạn? Vậy thì ở trong nhiều mối quan hệ này thì có nhiều cái hành vi, đúng không ạ? Có nhiều cái hành động bắt buộc chúng ta phải thực hiện trong từng mối quan hệ. Vậy thì để cho cái lợi ích của các đối tượng khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội này không bị ảnh hưởng, không bị thiệt hại, thì pháp luật nó sẽ phát động đi, nó xây dựng, đúng không? Thông qua những điều luật, phản luật đó. Cô ví dụ, chẳng hạn vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, đúng không ạ? Trong vấn đề về nhân thân và tài sản, đây là cái quy định, là một trong những quy phạm pháp luật của luật hôn nhân và gia đình, đúng không ạ? Vậy thì ở đây bạn thấy nó điều chỉnh. Vậy thì bạn kết hôn với ai, đối tượng như thế nào, miễn sao tuân thủ những cái nội dung của pháp luật, thì lúc đó pháp luật mới thừa nhận cái mối quan hệ này, đúng không ạ? Mối quan hệ này. Và ở đây trong đời sống hôn nhân là vợ chồng, thì ở đây cái quyền nhân thân là việc được đối xử tôn trọng, được thương yêu, được bình đẳng giữa vợ và chồng, đúng không ạ? Rồi, vậy thì trách nhiệm của nghĩa vụ quyền hạn hai bên tự thỏa thuận đặt ra như thế nào đó, miễn sao không vi phạm vào những điều mà pháp luật cấm, đúng không các bạn? Hoặc không xâm hại đến, cô ví dụ bây giờ chẳng hạn trong luật pháp, trong luật hôn nhân gia đình đây, quyền lợi, quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng được quy định cụ thể, nhưng nó không đi đến từng chi tiết mà nó phụ thuộc vào, ở đây là tự chúng ta tự thỏa thuận, nhưng những thỏa thuận này không được trái với pháp luật, đúng không? Ví dụ trong gia đình có thể người chồng là người làm chủ gia đình, hoặc người vợ là người làm chủ gia đình, pháp luật không bắt buộc, nhưng bây giờ không thể nào xảy ra tình trạng vợ hoặc chồng thường xuyên hành hạ đánh đập một ngược lại, người chồng thường xuyên đánh đập vợ hoặc vợ thường xuyên đánh đập, bởi vì trong cái điều đó nó quy định về vấn đề bạo lực gia đình và đó là cái điều cấm, đúng không? Bạn có thể nhắc nhở, bạn có thể khuyên, đúng không? Thậm chí thực tế là bạn có thể la mắng nhiều, bạn có thể nói lớn tiếng, nhưng mà nếu như ở đây một trong hai bên đối tượng mà họ tố cáo rằng bạn sỉ nhục, đúng không, hoặc là có những hành vi bạo lực, thì lập tức cái này pháp luật là sẽ điều chỉnh, đúng không, điều chỉnh. Vậy thì chúng ta phải biết cái giới hạn của chúng ta trong từng mối quan hệ. Bạn được quyền mua bạc, bạn được quyền kinh doanh như cô nói này đó, đúng không? Nhưng kinh doanh cái gì mà pháp luật cho phép, còn cái nào pháp luật cấm thì không được, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì học là bây giờ ví dụ học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Thế thì bây giờ bạn đi học, nhưng trong quá trình học đó, đúng không ạ, bạn phải tuân thủ quy tắc, quy định đặt ra của trường, của lớp. Bạn thực hiện vai trò, cái nghĩa vụ là của người đi học. Bạn có được cái quyền, nhưng bạn cũng phải thực hiện cái nghĩa vụ. Và ngược lại, cái đơn vị là trường, đúng không các bạn? Thì cái đơn vị là cái nơi cơ sở đào tạo, họ cũng có quyền và họ cũng có nghĩa vụ. Đấy, bạn không được vượt quá những cái đó. Thì đó là đang điều chỉnh vào mối quan hệ xã hội. Rồi, cái tiếp theo nữa, cái chức năng tiếp theo là bảo vệ các mối quan hệ xã hội này, đúng không? Người bán, người mua trong hợp đồng dân sự, vợ, chồng trong luật hôn nhân gia đình, cha mẹ và con cái đều có quyền, đúng không? Công dân được quyền gì, đúng không? Vậy thì bảo vệ những mối quan hệ xã hội của cá nhân ở trong từng mối quan hệ cụ thể, đúng không ạ? Đấy, vậy thì pháp luật nó phải thực hiện cái chức năng này, đúng không? Và cô nói với các bạn rằng tất cả các hệ thống pháp luật, đúng không ạ, các kiểu pháp luật thì nó đều đảm bảo cái chức năng để điều chỉnh, để bảo vệ các mối quan hệ xã hội. Và xã hội nó vận động phát triển không ngừng, nó nảy sinh nhiều mối quan hệ mới, hoặc phải điều chỉnh mối quan hệ cũ, chuyển sang một hình thức khác, thì pháp luật nó cũng phải thay đổi, đúng không?
Ví dụ trước đây nền kinh tế chúng ta còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân trên đầu người thấp, thì bây giờ bình quân thu nhập đầu người cao hơn, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ từ vấn đề người ta chuyển đổi pháp luật nó bổ sung, đó, đó là phải thu thuế bình quân thu nhập, công dân phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đúng không? Vậy thì bây giờ ban đầu tiên quy định mức nộp là 4 triệu đồng, nhưng sau đó người ta thấy bất cập, người ta điều chỉnh lại, người ta điều chỉnh lại, đúng không các bạn? Và người ta ở đây bây giờ là quy định cụ thể là gì? Một cá nhân chưa lập, không có những người ăn theo, đúng không? Và thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên, đúng không? Thì ở đây mới bắt buộc phải đóng thu nhập cá nhân. Thì đó, ví dụ đây là cái để đang điều chỉnh nó, hoặc nó bảo vệ cho trong từng mối quan hệ cụ thể, đúng không các bạn? Đấy. Rồi cái chức năng thứ ba mà bất cứ một đạo đức nó cũng có chức năng để giáo dục, văn hóa tư tưởng cũng có chức năng để giáo dục, phong tục tập quán cũng có chức năng giáo dục, nhưng mà trong đó pháp luật nó cũng có chức năng về giáo dục, và cái sự tác động của giáo dục này nó vô cùng lớn và nó rộng khắp nha các bạn, nó không bị hạn chế như ở một số các quan này, một số cái quy phạm xã hội khác. Thế thì ở đây mục đích của pháp luật đưa ra, đúng không ạ, cho xã hội là với mục đích là để phòng ngừa, hay là mục đích là để xử lý, để phòng ngừa răn đe hay là để xử lý? Theo các bạn, họ xây dựng cái hệ thống pháp luật là để mục đích là gì? Là răn đe, để phòng ngừa, đúng không ạ? Phòng ngừa những để con người nhận biết được à, không được rơi vào, không được cố ý thực hiện những hành vi trái pháp luật, đúng không các bạn? Rồi phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đã đặt ra, mục đích là muốn như vậy. Người ta xét xử những phiên tòa công khai, đúng không ạ? Là bản án để quyết định đối với cái hành vi vi phạm pháp luật của cái đối tượng ABC đó. Nhưng đồng thời họ xử lý công khai để họ thông báo, để từ đó họ tác động đến là những người dân họ đến xem, hoặc ở đây những người quan tâm đến là họ biết đó là cái bài học, đó là cái tấm gương, đúng không ạ? Rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Từ cái hành vi sai trái này để họ, để những người còn lại họ không làm hoặc không dám làm, đúng không ạ? Phải không? Vậy thì cái chức năng giáo dục pháp luật là nó định hướng điều chỉnh hành vi của mọi người. Mà đôi khi chúng ta bạn thấy rồi là ranh giới giữa người phạm tội và người không phạm tội, đúng không ạ? Nó rất là mong manh, đúng không? Đấy, có nhiều trường hợp ở đây như bạn lỡ tay ngồi trên bàn nhậu, ban đầu là bạn bè với nhau vui rủ nhau nhậu, đúng không? Rồi khi có tí bia rượu vào và tranh luận nhau một vấn đề, muốn thắng thua hơn thua nhau thôi, không đồng cầm chai bia tăng thẳng vào đầu hoặc cầm dao đâm chết, đúng không? Thế thì cuối cùng trở thành một kẻ tội phạm, không chỉ lên án về mặt đạo đức đâu, đúng không? Mà ở đây là gì? Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì anh tước đi mạng sống. Mà pháp luật quy định rồi, ngoại trừ nhà nước, trong trường hợp ở đây người đó chịu trách nhiệm vi phạm vào cái tội đặc biệt nghiêm trọng, đúng không? Và cái này do nhà nước quyết định đó. Đấy, mà phải đúng người đúng tội nha, còn không ai được quyền tước đoạt mạng sống phải, đúng không ạ? Cũng không ai được quyền giam giữ ai. Đấy, thì đó là từ những cái quy định của pháp luật này, nó giáo dục cho con người chúng ta, đúng không ạ? Nhận thức được, giúp chúng ta nhận thức được, giúp chúng ta điều chỉnh hành vi, chúng ta biết được à, cái gì cần phải kiềm chế, không được làm, đúng không? Phải không ạ? Rồi, và chúng ta cũng nhận thức được vấn đề là chúng ta có thể bảo vệ được bản thân mình. Bởi vì trong luật pháp về Việt Nam quy định như thế nào? Công dân được quyền phòng vệ, nhưng cái phòng vệ này là phải chính đáng, đúng không? Phải không ạ? Mình kiềm chế bớt lại. Có những người vượt quá cái phòng vệ chính đáng thì lập tức bạn trở thành vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Trộm vào nhà, cầm tay anh trộm thường bây giờ phải cầm theo hung khí, đúng không? Rồi trong trường hợp mà chủ nhà phát hiện thì có thể nguy hiểm là phải tẩu thoát hoặc là ở đây chống đối lại. Thế thì chủ nhà ở đây như thế nào? Người có tài sản họ được quyền bảo vệ tài sản và tính mạng của mình, đúng không? Thế thì trong đó là dẫn là chủ nhà được quyền phòng vệ chính đáng, đúng không? Phòng vệ chính đáng. Thế thì ở đây trong quá trình tranh chấp ấy xảy ra,
họ phòng bệnh nên dẫn đến kẻ trộm chết. Thế thì ở đây chủ nhà họ, họ có phải ở đây là chịu tội, ở đây là giết người không các bạn? Không, mà đây là trường hợp phòng bệnh chính đáng, đúng không? Nhưng mà còn ở đây khi kẻ trộm đã bỏ chạy hoặc họ không có mang theo hung khí, họ thấy chủ nhà có thể là lập tức họ chưa kịp thực hiện hành vi sai trái pháp luật là trộm cắp tài sản thì họ đã bỏ chạy rồi, nhưng mà chủ nhà vẫn quyết tâm cầm dao đuổi theo chém chết, thì trong trường hợp này là vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng. Vậy thì lúc này luật pháp nó có quy định mà vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng rồi là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý, đúng không ạ? Phải bị xử lý. Đấy, thì lúc này nó mang cái chức năng gọi là ở đây đó là giáo dục, đúng không? Giáo dục cho con người chúng ta nhận thức được để chúng ta đi đến điều chỉnh cái hành vi của mình. Đấy, vậy thì thực ra cái chức năng này điều chỉnh, bảo vệ và giáo dục nó có sự liên hệ lẫn nhau nha các bạn. Nhưng mà cuối cùng nhất ở đây là cái gì? Đó là các bạn thấy một điều, đó là gì? Pháp luật bao giờ nó cũng thực hiện đầy đủ các chức năng, đúng không? Bảo vệ, điều chỉnh hành vi, bảo vệ các mối quan hệ xã hội, và nó giáo dục trong nhận thức, trong tư tưởng của con người để chúng ta đi đến cái vấn đề từ nhận thức đi đến thực hiện cái hành vi của mình là đúng, đúng không? Và một xã hội văn minh phát triển thì đương nhiên nó không thể tách rời khỏi cái hệ thống pháp luật, cái nền pháp luật văn minh và tiến bộ được, đúng không? Đấy. Thì trong đó cái hệ nền văn minh tiến bộ của pháp luật phải là cái gì? Đảm bảo cái quyền con người. Tại sao trong cái điều của hiến pháp, cái điều cái quyền và nghĩa vụ của công dân đó, thì nó nặng nhiều nhất, đúng không ạ? Nó được quy định cụ thể trong hiến pháp nhất, đúng không ạ? Bởi vì đây là vấn đề cơ bản, đúng không? Đây là vấn đề cơ bản. Rồi, thế thì các bạn thấy rằng là ngày hôm nay thì pháp luật nó làm sao là đúng không ạ? Nên pháp luật xã hội chủ nghĩa thì nó phải đảm bảo được cái quyền, cái nghĩa vụ cho mọi công dân phát triển, đúng không ạ? Và phát triển theo hướng văn minh tiến bộ, thì đó là cái chức năng mà những nhà lập pháp hoặc là nhà nước đó phải xây dựng, và nó luôn luôn vận động phát triển không ngừng nhé các bạn. Rồi, thế thì bây giờ ở đây các bạn sang cho cô nhé các bạn. Đây là cái vai trò, thế thì các bạn nhìn vào cho cô năm cái vai trò. Rồi, và các bạn, đây là cái phần mà nó liên quan đến những cái phần kiểm tra. Các bạn, rồi thì các bạn chú ý cho cô, đấy, thì các bạn có thể chụp lại hoặc là các bạn đánh dấu vào những cái nội dung này. Thế thì vai trò của pháp luật, thì vai trò pháp luật đó là gì? Thứ nhất là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Vậy thì đương nhiên nhà nước quản lý bằng dùng pháp luật làm công cụ, làm phương tiện để quản lý về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đúng không ạ? Mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội đều được tương ứng với nó là những cái luật cụ thể, đúng không ạ? Những cái luật cụ thể. Đấy, có luật y tế, đúng không các bạn? Rồi, có luật giáo dục, đúng không? Có luật giao thông đường bộ, có luật kinh doanh, luật thương mại, đúng không ạ? Có rất nhiều. Đấy, thế thì các bạn thấy rằng pháp luật được xem là công cụ quan trọng chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Nha, đây là cái vai trò đầu tiên. Vai trò thứ hai là phương tiện để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thì nãy trong phần chức năng cô đã nói rồi đó, đúng không? Pháp luật đề ra cho xã hội xây dựng, cho xã hội với mục đích bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp, trước tiên là của giai cấp thống trị, sau đó là của tất cả các giai cấp trong xã hội, đúng không? Có thể đầy đủ hai cái tính xã hội và tính giai cấp. Rồi, công dân có quyền gì, và mỗi quốc gia thì cái quyền và cái lợi ích cũng như nghĩa vụ của công dân ở mỗi đất nước là khác nhau, nên có những cái điều chỉnh trong pháp luật nó khác nhau, nó không giống nhau, đúng không ạ? Rồi, cái pháp luật nó bảo vệ cái quyền, cái lợi ích của công dân, và đánh giá cái sự văn minh tiến bộ, cái dân chủ của pháp luật đó, nó dựa vào quyền con người được giải phóng tới đâu, đúng không ạ? Con người được giải phóng như thế nào? Đấy. Thế thì bạn thấy rằng ngày hôm nay chúng ta là một cá nhân, một công dân,
tồn tại trong cái hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thế thì các bạn thấy những quyền mà chúng ta có được là gì? Đúng không? Và quyền chúng ta có hai quyền, quyền công dân, đúng không ạ? Và bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do học, do đi lại, đúng không ạ? Quyền tự do kinh doanh, rồi quyền đó, đó là những cái quyền, rồi quyền ứng cử, quyền bầu cử, đúng không các bạn? Đấy, thế thì cái quyền về con người được sống, được tự do, nhu cầu hạnh phúc. Đấy, vậy thì chúng ta có rất nhiều các quyền. Đấy, và pháp luật nó cụ thể hóa những quyền này thành luật. Và người khác xâm phạm đến quyền hoặc lợi ích của các bạn thì sẽ bị xử lý, đúng không các bạn? Đấy, vậy thì bạn cũng đồng thời không được xâm phạm các quyền và lợi ích của người khác nha. Rồi, cái thứ ba, vai trò của pháp luật đó là cái gì? Pháp luật góp phần tạo dựng và làm ổn định những quan hệ mới. Bây giờ để có thể những, có những mối quan hệ mới nó được hình thành, bởi xã hội luôn luôn vận động, đúng không các bạn? Nó nảy sinh. Đấy, thế thì bây giờ những mối quan hệ mới này, ban đầu nó mới ra đời, nó chỉ nằm ở một số nội dung thôi, hoặc nó chỉ nằm ở một số địa phương thôi, có ví dụ. Nhưng mà dần dần nó phổ biến. Thế thì pháp luật để có thể bảo vệ những cái lợi của con người trong mối quan hệ mới này thì họ phải cụ thể hóa nó thành luật, đưa nó trở thành cái phổ biến để chúng ta áp dụng, để chúng ta thực hiện, đúng không các bạn? Đúng không? Vậy thì các bạn thấy rồi, những cái chỉ đạo văn bản dưới luật về công tác phòng chống dịch Covid, đúng không? Thì đó là nó nảy sinh trong cái điều kiện mới và chúng ta cụ thể hóa nó thành luật. Bây giờ ví dụ ai tiêm chủng hai mũi thì ở đây bạn thấy đăng nhập quét lên mã là có thẻ xanh. Và cái thẻ xanh này bây giờ nó được tích hợp trong cái thẻ căn cước công dân có gắn chip. Bây giờ chúng ta yêu cầu là phải nhanh chóng hoàn tất để hoàn thiện đi đến 100%. Đó là thẻ công dân có gắn chip điện tử. Trong đó nó tích hợp toàn bộ các thông tin, đúng không? Dấu vân tay để nhận dạng công dân, đúng không? Rồi các thông tin về xuất thân, gia đình, họ tên đầy đủ vân vân, rất nhiều thông tin, và bây giờ tích hợp luôn cả vấn đề đã tiêm đủ vaccine hay chưa. Thế thì đây là cái pháp luật nó cụ thể hóa trong cái điều kiện mới. Còn cách thì trước đây chúng ta không bị Covid thì làm gì có vấn đề này, đúng không các bạn? Đấy, vậy thì chính pháp luật nó góp phần đưa những mối quan hệ mới này trở nên cụ thể, đúng không? Được thừa nhận để chúng ta giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan phát sinh từ nó, đúng không? Đấy, bây giờ chống đối người thi hành công vụ, trước đây có rất nhiều trường hợp, nhưng bây giờ ở đây chống đối cái lực lượng chống dịch, họ không tham gia thực hiện theo nguyên tắc chỉ đạo, đúng không? Trong vấn đề an toàn phòng chống dịch thì cũng lập tức bị xử lý. Vậy thì nó bổ sung vào thêm, bởi vì nó nảy sinh cái mới mà, đúng không các bạn? Rồi, và dẫn đến là gì? Ở một vùng ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở tâm dịch, hoặc ở các tỉnh lân cận, hoặc sau này ở những tỉnh khác trong cả nước thì đều phải áp dụng những cái này và bị xử lý nếu như vi phạm. Rồi cái thứ tư là cơ sở để hoàn thiện cái bộ máy nhà nước và tăng cường quyền lực nhà nước. Thì các bạn nhớ quay trở lại nguyên tắc, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây các cơ quan nhà nước đều dưới sự phân công, đúng không? Rồi đều hoạt động dựa trên nguyên tắc của pháp luật, tôn trọng theo hiến pháp, đúng không? Vậy thì bộ máy nhà nước đó dùng pháp luật để hoàn thiện. Nhà, các cơ quan nhà nước phải dựa vào luật quy định quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm như thế nào, đúng không? Rồi, và ở đây không được hoạt động nằm vượt quá cái quy định mà pháp luật đã căn, đúng không? Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, rồi anh người đó, nguyên thủ đó thực hiện những chức năng gì đã được quy định trong cái luật, trong hiến pháp. Cơ quan hành chính cấp trung ương được quyền quyết định những vấn đề gì, giải quyết vấn đề gì, phạm vi ra sao, thì cái này phải rơi luật pháp quy định, không được vượt quá quyền. Vậy vượt quá quyền của một đơn vị sẽ ảnh hưởng lớn sang quyền của đơn vị khác, dẫn đến rối cho bộ máy nhà nước, đúng không? Và không ai chịu trách nhiệm, không ai xử lý. Đấy, rồi cái vai trò thứ năm đó là cái gì? Là cái cơ sở để tạo lập mối quan hệ, đúng không ạ? Đúng không? Vậy thì cái đường lối chính sách ngoại giao anh được mở rộng thuận lợi ổn định hay không là do cái hệ thống pháp luật nó một phần nó quyết định, nó tác động, đúng không ạ? Rồi, bây giờ các nước sang đầu tư ở Việt Nam thì với điều kiện thể chế chính trị ổn định, về mặt chính trị ổn định, có những cái thuận lợi về điều kiện tự nhiên, về nguồn lao động, cái đó ở Việt Nam mình có, đúng không?
rồi thu hút đi với giới đầu tư, nhưng mà vẫn còn muốn là cái gì, luật pháp ở Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở, đúng không? Rồi vẫn còn nhiều thủ tục hành chính đấy, thì chính cái điều này nó sẽ cái sự e dè, cái sự ngại đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta phải cụ thể hóa cái nguồn luật đó, và chúng ta phải điều chỉnh trong vấn đề đó là xử lý quy định về cái cơ quan hành chính hoặc cái luật hành chính của chúng ta hoặc hệ thống luật của chúng ta nói chung đó, là gọn nhẹ và khoa học để tạo cơ hội cho thúc đẩy, đúng không? Thế thì các bạn thấy là hoặc quy định về chúng ta giải quyết vấn đề về ở đây giữa công dân vấn đề về tư pháp quốc tế, các bạn, giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài liên quan vấn đề học tập, vấn đề hôn nhân, vấn đề lao động. Thế thì ở đây cái hòa luật của chúng ta hoàn thiện, đúng không ạ? Rồi chúng ta hoàn thiện và khoa học, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây phù hợp với các quốc gia, đúng không ạ? Có thể phù hợp với họ thì sẽ thúc đẩy cái mối quan hệ này, thúc đẩy cái quá trình giao lưu học hỏi này nó sẽ tốt hơn. Đấy, thế thì đây là cái vai trò của pháp luật. Rồi, thế thì bây giờ tạm thời các bạn dừng lại ở đây rồi nha. Rồi bây giờ xin mời là phòng đào tạo thì các bạn làm